sau đây là video hướng dẫn cách cài đặt driver của dòng máy Epson L4150 của hãng Epson này. Nó có wifi này, có kèn, có bi luôn nha, có kết nối wifi luôn nha. Sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt driver nha. Đây là nút bơm mật, chúng ta bơm mật ở đây nha. Chúng ta bơm mật ở đây đó, bơm theo đúng màu nha, đây, bơm đầy thôi. Rồi giờ sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt driver cho dòng máy Epson L4150 này nha. Rồi chúng ta lên Google nha, chúng ta bấm driver của L4150 nè. Rồi chúng ta bấm vô. Chúng ta đợi một xíu nha, nó tìm ra cái máy của mình nha. Chúng ta vào cái mục này nè, nó có phát hiện cái bản Windows á. Máy của mình Windows nó sẽ phát hiện ra nha. Rồi nó sẽ phát hiện nè, cái này Win 7 64 bit nè, thấy không? Win 7 64 bit nữa. Rồi ta bấm Go, nó tìm kiếm nha. Rồi chúng ta đợi một xíu nha, rồi chúng ta thấy chúng ta xuống một driver á. Rồi chúng ta tải driver về, bấm download nè, rồi chúng ta tải nha, ta bấm accept nha, rồi chúng ta lưu cái file đó về nha. Rồi chúng ta mở lên lưu ra file thì chúng ta thấy là chúng ta mở lên. Ta mở lên bình thường thôi. Rồi chúng ta bấm run. Rồi chúng ta bấm ok. Rồi chúng ta chọn ngôn ngữ xong chúng ta bấm ok luôn. Chúng ta đợi một xíu nha. Rồi nó hỏi chúng ta điều đồng ý mấy điều khoản không, bấm agree xong chúng ta bấm ok nữa. Rồi đợi một xíu nó đang cài. Intron nó tại này có bản từng lửa này nó báo nha. Rồi nó báo vậy là chúng ta cài đặt thành công. Thì chúng ta vào in test thử nha. Chúng ta cài xong rồi nó sẽ hiển thị cái driver nè. Tôi vào một control panel device printer đi. Rồi nằm mở lên coi nó có cái máy của mình chưa. Đây anh có nè. Rồi chúng ta nhấp chuột phải, chúng ta in thử nha. Nếu chúng ta in được là chúng ta cài đặt driver thành công rồi nha. Rồi bấm in. Chuột nó đang làm. Rồi bấm ring nha. Rồi nó kéo giấy được rồi đó. Khi mà nó kéo giấy được là chúng ta đã cài đặt rồi đó, vừa cho nó thành công rồi nha. Ta đã cài đặt rồi đó, vừa cho nó thành công rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Có vấn đề gì không hiểu thì mọi người comment phía dưới nha. Thì tờ nó in cái bản ra 6 này nha. Chúng ta chạy vệ sinh cho nó nha. Mình hướng dẫn cho mọi người luôn. Rồi đây là giờ vệ sinh. Ta nhắc chuột phải vô nha. Rồi chúng ta vào cái mục hit clear đi. Đó, giờ là cho nó vệ sinh đầu in nha. Còn ví dụ đầu in để lâu, khô lâu quá, chúng ta bấm power clear nha. Bấm vào cái mục power clear đó. Đó. Bấm vào cái mục power clear cho nó vệ sinh đầu in cực mạnh nha. Thì nó sẽ ra được hình như nó đang bị. Nó đang bị thiếu mực nè. Đang bị khô đầu phun đó. Thì chúng ta sẽ bấm vô cái mục vệ sinh mấy em này, ở đây vệ sinh này. Chúng ta bấm vô cái mục hit clear lên này, này nha. Đó hạt power clear nè, power clear là cực mạnh nha. Khi nó chạy vệ sinh xong thì chúng ta kiểm tra lại bằng test coi nó ra đều không. Nếu nó ra đều thì chúng ta bình thường thôi nha. Chúng ta đợi một xíu. Máy này nó có kèn luôn nha, nó có một kèn luôn. Cái này nó có kèn copy luôn nha.
thì nó có kem, có kem. Như kem thì chúng ta lưu ý chúng ta bỏ mặt giấy ngay này. Ừ, bỏ mặt giấy này. Của giấy A4 của nó thì nó sẽ thế này. Ta bỏ vô cái mặt hai chỗ cái mũi tên. Dù từ giấy A4 nha. Lúc khi để nó vệ sinh thì chúng ta coi mình chúng ta bỏ giấy này này. Đó, đây các mũi tên đó nha. Nó đang qua đây nó A4 nè. Bỏ ở đó nha. Ta đang để nó vệ sinh. Chúng ta muốn copy thì chúng ta bỏ vô đây. Chúng ta muốn copy trắng đen thì chúng ta bấm vô đây nha. Muốn copy màu chúng ta bấm vô đây. Mọi người có vấn đề gì không hiểu comment phía dưới mình hướng dẫn cho nha. Con này có thể in được wifi nha. Trong video mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt wifi cho dòng này luôn nha. Mọi người theo dõi cái trang kênh của mình có đầy đủ nha. Đây là dòng máy Epson L4150. Có kem copy và có kết nối wifi luôn nha. Mình đang ra chạy vệ sinh đầu tiên nha. Cái vệ sinh sắp xong rồi. Rồi nó vệ sinh xong thì chúng ta in thử nha. Rồi chúng ta in lại cái bản một chúng ta vào phun coi nó ra được chưa. Ừ, nó ra sắc đẹp rồi. Ta chạy vệ sinh một cái nữa là được nha. Lại là nó xíu nè. Nó thiếu rất là nhiều nha. Rất là nhiều nó ra cũng ra được. Chỉ ra được. Rồi mọi người muốn vệ sinh thì chạy như vậy nha. Mọi người có xem được video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để mình làm cái video hướng dẫn.